Ơi nhá. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong cái clip hướng dẫn mới này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái bài nhạc phim Hàn Quốc cũng lâu lắm rồi, trong cái phim Bản tình ca mùa đông, đúng không? Các bạn vẫn hay gọi là Winter Sonata ấy. Bài này thì buồn buồn, rất hay và cực kỳ dễ. Rồi, đợi mình đổi góc máy quay nhá. Rồi, ok. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để cập nhật liên tục những cái bài hướng dẫn mới của mình nhé. Và các bạn cần mình hướng dẫn những bài gì thì hãy để lại yêu cầu dưới comment nhé. Mình sẽ làm dần dần nhé. Rồi, bài này thì mình ngẫu hứng chơi lại dưới giọng son thứ. Giọng này thì sẽ có hai dấu dáng, tức là sẽ có hai nốt các bạn phải đánh thành dáng. Đầu tiên là Si, thì các bạn không đánh Si thường mà đánh thành Si dáng. Những chỗ nào mà là Si thường thì mình sẽ nói. Thứ hai là Mi, các bạn không đánh Mi thường mà sẽ đánh thành Mi dáng. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đánh tay phải trước nhá. Phần intro, phần dạo trước này. Tạm thời coi đấy là xong câu 1 của phần dạo nhá. Rồi, nó có hai câu thì mình đánh câu 1 trước nhé. Chậm này. Được chưa các bạn? Rồi đến câu 2 nhé. Câu 2 này. Chậm này. Chậm nhé. Chỗ này các bạn lưu ý là có pha thăng nhá, phát sinh thêm nốt pha thăng đấy, đánh chậm này. Đây, Si chỗ này thì các bạn đánh là Si thường này. Si do re fa mi fa son re do si, được chưa? Đây, mình đánh chậm lại nhá. Đấy, mình đánh cả phần intro nhá. Xin lỗi, lại nhé. Này. Xin lỗi. Thật chậm một lần nữa nhé. Này. Đến đây dừng lại và tập thật tốt cái phần tay phải đã nhé. Rồi tay trái thì sẽ có những hợp âm nào phần đầu này. Đầu tiên thì các bạn có thể dùng hợp âm đô thứ. Đấy. Đô thứ ở đây các bạn có thể đảo thành bát mi dáng này, nó sẽ là mi dáng son đô mi dáng. Được chưa các bạn? Đấy, mi dáng son đô mi dáng. Nhớ nhá. Tiếp tục sẽ là pha thứ 7, sẽ là pha major 7 sẽ là pha đô mi dáng pha. Đấy. Pha đô mi dáng pha. Đấy. Tiếp tục sẽ là âm rê thứ 7, rê la đô. Được chưa các bạn? Đấy, đến đấy đã nhá. Rồi mình đánh chậm đến đấy này. Đi tiếp nhé. Đấy. Đấy, đến chỗ này thì các bạn sẽ dùng son thứ này. Son fa. Son thứ sẽ dùng là son re son si. Đấy, được chưa các bạn? Xong lại đến đô thứ. Xong đến re thứ 7. Xong kết thúc là son thứ. Được chưa các bạn? Đấy là vòng âm nhé. Rồi. Bây giờ mình ghép thật chậm này. Thank you.
quan thứ, đô thứ, rê thứ bảy, được chưa? Đấy, chỗ này này. Thật chậm một lần nữa nhé. Phần mở đầu của bài nhá, này tay phải trước, xin lỗi mình đánh chậm lại nhé. Giống như thế này, khác một chút đấy, đấy đấy là câu 2. Mình đánh lại câu 2 nhé. Chậm này. Trái thì sao? Đầu tiên nó sẽ là son thứ. À xin lỗi, đô thứ trước chứ. Đây, vòng âm nó sẽ như sau, đầu tiên là đô thứ này. Đô son đô mi. Đấy, xong đến pha trưởng. Fa đô fa la. Đây trên này cho các bạn dễ nhìn nhé. Fa đô fa la. Đấy. Xong đến si giáng trưởng là si và si rê. Sau đến mi giáng trưởng là mi giáng si giáng mi giáng son. Đấy, tiếp tục sẽ về đô thứ. Đấy. Và về rê trưởng thì là rê la rê. Đấy. Xong về son thứ. Được chưa các bạn? Nếu mà các bạn mới tập chưa thật được thì các bạn đánh như này cũng được này. Son thứ là son rê son. Đấy, đô thứ sẽ là đô son đô. Đấy. Fa trưởng thế là fa đô fa. Si giáng trưởng thế là si giáng fa si giáng. Đấy, mi giáng trưởng thế là mi giáng si giáng mi giáng. Đô thứ lại về đô thứ là son đô. Đấy. Xong đến rê trưởng là rê la rê và về son thứ. Đấy chính là cái vòng nhá. Rồi. Đánh thật chậm này. Đấy. Đấy, đô thứ xong đến pha trưởng nhá, đánh chậm này. Si giáng trưởng. Mi giáng trưởng. Đấy, đô thứ. Rê trưởng. Son thứ. Đấy, chỗ này nó cũng vẫn là theo vòng. Đấy.
một âm nữa. Đấy, hợp âm nữa của các bạn sẽ là la giảm. La giảm trước khi vào re trưởng này sẽ là la giáng mi giáng la. Đấy, được chưa các bạn? Đấy, chỗ này này. Đấy. Được chưa các bạn? Đấy, mình đánh thật chậm lại nhé. Chỗ này là các bạn sẽ về mi dáng chưa? Đấy. Đô tứ la giảm. Re trưởng. Được chưa các bạn? Rồi, dừng lại và tập thật tốt chỗ này đã. Rồi bây giờ sẽ vào phần cao trào nhá. Chậm này. Đấy là xong câu 1 của phần cao trào, mình đánh thật chậm nhé. Câu 2 nhắc lại. Rồi mình sẽ ghép cái vòng hợp âm tay trái nó vẫn thế thôi. Đầu tiên sẽ là đô thứ, xong đến pha trưởng, xong hết hết nhá, xong si giáng trưởng, xong mi giáng trưởng, xong lại đô thứ, xong lại rê trưởng, xong lại son trưởng, son thứ đấy. Đấy các bạn nhớ cái vòng đấy nhá, mình nhắc lại này, đô thứ này, xong pha trưởng, xong si giáng trưởng, xong mi giáng trưởng, đấy, xong về đô thứ. Rê trưởng, rồi về son thứ, xong cứ như thế cho đến hết bài, được chưa các bạn? Nhá, nhớ nhá. Rồi bây giờ mình ghép này. Pha trưởng. Dễ, quan trọng là các bạn nhớ được cái vòng và chuyển tay trái đều, tập tay phải tốt, sau đấy ghép hai tay vào với nhau thì tự khắc nó sẽ tốt thôi. Rồi có gì thắc mắc và cần bài gì thì các bạn cứ để lại dưới comment nhá, mình sẽ giải quyết dần dần. Chúc các bạn tập tốt, chào các bạn.